Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và nhu cầu cấp bách của cả các thể chế chính trị ở Việt Nam Ngày 25 tháng 9, luật sư Vũ Đức Khanh đã đăng bài bình luận này về tình hình chính trị hiện nay ở Việt Nam Bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Asian Society New York ngày 22 tháng 9 đã thể hiện sự thiếu hiểu biết cơ bản về những giá trị mà Hoa Kỳ luôn theo đuổi Mặc dù ông Tô Lâm nhấn mạnh sự phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ cụ thù đến đối tác chiến lược toàn diện, nhưng ông hoàn toàn bỏ qua những bất đồng cốt lõi về giá trị nhân quyền, tự do và dân chủ. Những vấn đề này không chỉ là những quan điểm khác nhau về chính sách mà còn là nền tảng của một xã hội văn minh mà Mỹ cùng với nhiều nước trên thế giới đã và đang bảo vệ. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Asian Society New York ông Tô Lâm ca ngợi sự phát triển trong quan hệ đối tác Việt-Mỹ, nhưng ông dường như không thấu hiểu những giá trị mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây coi trọng. Các quyền dân sự, quyền chính trị và nhân quyền không phải là những yếu tố có thể đàm phán hay thỏa hiệp chỉ vì lợi ích kinh tế hay thương mại. Các giá trị này là cốt lõi của sự thịnh vượng và ổn định dài hạn của bất kỳ quốc gia nào. Nếu Việt Nam tiếp tục né tránh việc bảo vệ và thực thi các quyền này, quốc gia sẽ gặp phải sự kháng cự từ cộng đồng quốc tế dù quan hệ thương mại có phát triển đến đâu. Điều mà thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn nhìn thấy từ Việt Nam không phải là những lời hứa suông hay những lời biện hộ về những thách thức lịch sử. Thay vào đó, thế giới muốn thấy những hành động cụ thể nhằm cải thiện thực tế về tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Lời nói không còn đủ để xây dựng lòng tin hay tăng cường quan hệ đối tác, chỉ có những hành động cụ thể mới có thể thuyết phục được Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ông Tô Lâm cần nhận thức rằng sự tiến bộ của Việt Nam không thể chỉ dựa vào các cam kết về hợp tác kinh tế và thương mại. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden vào tháng 9 năm 2023. Thế giới đã đủ kiên nhẫn chờ đợi sự chuyển đổi chính trị ở Việt Nam nếu Việt Nam muốn tiếp tục hội nhập sâu rộng và thực sự trở thành một quốc gia có tầm vóc trên trường quốc tế vì cải cách thể chế chính trị là điều không thể bỏ qua. Hành động cụ thể mà Việt Nam cần thực hiện là khởi động các biện pháp để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và các quyền dân sự khác. Chính phủ Việt Nam cần đưa ra một lộ trình rõ ràng, minh bạch cho quá trình dân chủ hóa. Điều này không chỉ đáp ứng mong đợi của Hoa Kỳ mà còn là đòi hỏi của nhân dân Việt Nam, những người khao khát một xã hội tự do hơn Nơi mà mọi công dân đều có quyền tham gia vào việc quản lý đất nước. Việt Nam không thể tiếp tục trì hoãn cải cách chính trị nếu muốn tránh bị bỏ lại trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Một chính phủ mạnh là chính phủ dám nhìn nhận những hạn chế của mình và sẵn sàng thay đổi vì lợi ích của quốc gia. Hà Nội cần bắt đầu bằng việc cải cách pháp luật, mở rộng quyền tự do báo chí, tự do hội họp và tự do bầu cử các cơ quan lập pháp và hành pháp cần được tái cấu trúc để đảm bảo sự giám sát và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống tư pháp phải được cải tổ để đảm bảo tính độc lập và công bằng nhằm bảo vệ quyền lợi của mọi công dân. Và đây là hình ông Tô Lâm và phu nhân Lên Đường đến Mỹ. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất đối mặt với thách thức trong việc cải cách chính trị. Nhiều quốc gia từ Đông Âu sau thời kỳ chiến tranh lạnh đến một số nước châu Á đã trải qua những cải cách quan trọng và đạt được sự phát triển bền vững. Những nước này đã vượt qua những khó khăn về kinh tế và xã hội nhờ vào việc mở rộng quyền dân chủ và cải thiện tính minh bạch của chính phủ. Việt Nam có thể học hỏi từ những bài học này, đồng thời phát triển lộ trình dân chủ hóa phù hợp với bối cảnh của mình. Bài phát biểu của ông Tô Lâm nhấn mạnh nhiều về quá khứ và các thành tựu đã đạt được trong quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng điều mà thế giới đang chờ đợi là một kế hoạch cho tương lai lộ trình dân chủ hóa của Việt Nam cần được thiết lập ngay từ bây giờ. Hà Nội cần nhìn nhận rằng, việc duy trì một hệ thống chính trị khép kín chỉ dẫn đến sự bất mãn trong nước và mất lòng tin từ quốc tế. Sự thay đổi là không thể tránh khỏi và cải cách chính trị là điều cần thiết nếu Việt Nam muốn thực sự hội nhập và phát triển trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Câu hỏi cấp bách hiện nay là, đến bao giờ ông Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ biến những hứa hẹn về cải cách thành những hành động cụ thể đây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm và nhu cầu cấp bách của cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư Tô Lâm chọn chuyển đổi mềm hay vẫn theo định hướng? Ngày 24 tháng 9, VOA Tiếng Việt đăng bài bình luận của tác giả Đinh Hoàng Thắng với tựa đề Ngã rẽ quyền lực của Tô Lâm sẽ theo hướng nào? Tác giả cho hay, một lần nữa giới quan sát và các nhà phân tích lại sôi kỹ lưỡng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị Trung ương 10 từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 đã đưa ra nhiều quyết định then chốt cho tương lai của đảng và nhà nước, trong đó vai trò và định hướng quyền lực của ông Tô Lâm đang là một trong những điểm mấu chốt. Tác giả đề cập đến phát biểu bế mạc hội nghị của ông Tô Lâm nói rằng, Trung ương đã thống nhất xác định bốn nhóm vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội 14. Ông Tô Lâm đã đảo ngược phương thức lãnh đạo xưa nay, đặt người dân lên vị trí hàng đầu, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, Đảng Cộng sản lãnh đạo. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Tác giả đặt vấn đề, nếu người dân có điều kiện để kiểm chứng được sự đảo ngược trật tự này trên thực tế, thì rõ ràng ông Tô Lâm đã có bước chuyển nhất định trong phương thức lãnh đạo. Đảng sẽ không bao biện làm thay chính quyền và người dân sẽ đứng ở vị trí trung tâm. Tác giả cũng đề cập đến chuyến công tác tay bán cầu của ông Tô Lâm từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, tạo kỳ vọng về các bước chuyển đổi mềm trong đối ngoại của Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả nhận xét, nếu trước đây lãnh đạo đảng thường nhấn mạnh quyền kiểm soát và quản lý xã hội thì nay chuyển đổi mềm có mở ra được một hướng đi mới. Lúc này, những năng lượng tích cực và sự đồng thuận giữa người dân, chính quyền và các nhà lãnh đạo có thể dẫn đến một quá trình tiến hóa ôn hòa, nhưng sâu rộng và bền vững. Tác giả cho biết, mới đây, các nhà lãnh đạo của Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ nói rằng sẽ công bố kế hoạch cho các sáng kiến an ninh mới ở Ấn Độ Dương khi tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden tiếp đón những người đồng cấp từ nhóm bộ tứ khoa đáp tại Mỹ do những lo ngại chung về Trung Quốc. Riêng Việt Nam cũng đang tính toán nâng cấp quan hệ cao nhất với Indonesia giữa biến thiên địa chính trị. Tác giả đặt vấn đề, ngã rẽ quyền lực của Tô Lâm sẽ đi về đâu, rõ ràng trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng như hiện nay. Sự lựa chọn của ông Tô Lâm không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn định hình vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận định, việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế an ninh khu vực như các tiểu liên kết hay nâng cấp quan hệ đối tác với các nước láng giềng là những bước đi cần thiết để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức lớn đối với ông Tô Lâm và giới lãnh đạo Việt Nam, vì liệu họ có thể thực hiện thành công chuyển đổi mềm mà vẫn duy trì được ổn định nội bộ và quyền lực của Đảng hay không. Tác giả lưu ý, cần phải phòng xa cho một kịch bản không mong muốn khi chuyển đổi mềm có thể dẫn đến sự tự mãn trong cả giới lãnh đạo lẫn công chúng. Bằng cách đưa ra những cải cách nửa vời hoặc chỉ thay đổi ngôn từ, giới lãnh đạo có thể làm dịu đi những đòi hỏi ngày càng tăng về một nền quản trị dân chủ hơn mà không thực sự giải quyết vấn đề cấu trúc sâu xa. Tác giả cho rằng, điều này có thể tạo ra cảm giác về một tiến bộ giả tạo và có thể phản tác dụng nếu người dân nhận ra không có thay đổi thật sự và đi đến vỡ mộng. Tác giả đánh giá, ngoại giao mềm nhiều khi không đủ để đối phó với những chiến thuật hung hăng của một cường quốc như Trung Quốc. Việt Nam vì vậy có thể và cần phải tính toán trước các chiến lược quyết đoán hơn trong cả chính sách an ninh quốc tế lẫn kinh tế để bảo vệ lợi ích quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tổng bí thư Tô Lâm chọn chuyển đổi mềm hay vẫn theo định hướng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.